Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý là các dịch vụ ăn uống được tăng hiệu suất hoạt động nhưng vẫn không được vượt quá 50% và phải đăng ký số lượng cụ thể. Ngoài hoạt động tắm biển vẫn phải tạm dừng thì cả hoạt động du lịch sinh thái tại sông suối được mở cửa đón khách nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ. Tham dự và chủ trì cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất những biện pháp cụ thể để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiến tới nới lỏng dần giãn cách trong tỉnh. Trong đó, đa số các ý kiến đều đề nghị nới lỏng đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiếp tục đóng cửa các hoạt động không cần thiết như karaoke, vũ trường, game, búp bia. Đặc biệt, lãnh đạo huyện Phú Vang đề nghị tiếp tục đóng cửa các bãi tắm đến sau Tết Đoan Ngọ vì lo lắng lượng người đổ về bãi tắm đông, trong khi lực lượng quản lý là hạn chế, rất khó để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Sau khi nghe phát biểu của các địa phương và thành viên ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận, ngăn chặn vòng ngoài, nới lỏng vòng trong vẫn là giải pháp hiệu quả trong lúc này, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, nới lỏng giãn cách phải gắn liền với các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch tễ cộng đồng. Các dịch vụ ăn uống sẽ được nới lỏng nhưng không được vượt quá 50% công suất hoạt động của quán và phải đăng ký số lượng khách phục vụ, có cam kết và địa phương phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động của các cơ sở kinh doanh này. Đồng thời, các hoạt động du lịch sinh thái tại sông, suối vẫn được mở cửa nhưng phải có sự giám sát của chính quyền địa phương. Với phương châm xuyên suốt, lọt sang xuống nia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường năng lực kiểm soát tại các chốt đối với người và phương tiện đi về từ vùng dịch, tiếp tục chủ trọng hoạt động của các tổ phòng chống dịch cộng đồng. Sau khi giãn cách thì vai trò của các tổ phòng dịch cộng đồng tại các địa phương càng phải được nâng cao để nhân dân cùng tham gia phòng dịch không được lơ là chủ quan. Từng bước khôi phục cả hoạt động dịch vụ sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo dịch không bùng phát trở lại trên địa bàn.